khi mình tiếp cận được khách hàng và khách hàng nhắn tin đến cho mình ấy, thì là cái phí mình phải trả đang tương đối là bị tắt. Để mà khắc phục cái sự cố đấy thì có thể. Thế dựa vào đâu anh, dựa vào cái gì mà anh bảo cái bài của anh được tiếp cận ít hơn người khác? Anh đang bị vướng ở câu là anh không biết anh đang sai ở đâu. Lúc thì anh bảo tiếp cận, tức là khâu đầu. Giờ anh này bảo là ở khâu nhắn tin nó bị đáp, tức là khâu số 3. Nó từ cái chữ nhắn tin nhá, trước khi nhắn tin là hiển thị nhá. Xong đến xem nhá, xong cuối cùng mới là nhắn tin. Vậy thì nhắn tin nó bị đáp thì nó đến lý do đến từ hai khâu, một là hiển thị, hai là khâu bài viết nó không có người xem. Anh hiểu đoạn nào? Chiến dịch thì anh xóa đi rồi thì không kiểm tra được nữa. Anh xóa đi làm sao mà kiểm tra được xem nó sai ở khâu trên hay khâu dưới. Tí nữa là chúng ta học này nè. Tí nữa vào em hướng dẫn tăng ngân sách. Dạy tăng ngân sách xong bắt đầu em quay lại em chữa bài. Thì anh sẽ hình dung được là mình phải biết là mình phải giữ được cái chiến dịch đấy thì mình biết là mình sai cái gì. Chứ ở đây anh xóa đi rồi thì em chẳng biết anh sai cái gì. Khâu 1 không biết anh làm nào, khâu 2 không biết anh làm nào. Ví dụ cái ông giường phải lại xem video giường ấy. 16.000 trên một tin nhắn. Nhắn tin bảo em không chốt được đơn. Hay chỉ có hai khâu sai thôi, một là khâu khách hàng, hai là không biết chốt sale. 16.000 một tin cái giường nên là quá rẻ rồi đúng không? Thế tức là bài viết ông không cả vấn đề. Nội dung rất hay, rất nhiều người nhắn tin nhưng nhắn tin rất rẻ. Vậy báo giá xong hoặc là không chốt được đơn, vậy thì một là khách không đủ điều kiện để mua. Hiểu chưa? Ví dụ khách ở xa quá chẳng hạn. Mẹ tao tên Lào Cai mày ở Hà Nội ship bằng cái gì? À thôi ta không mua nữa đâu. À thế là đấy là khâu target bị sai, tức là cái chỗ vị trí quảng cáo nó bị sai. Đấy là target, ví dụ thế. Khách hàng đấy chưa? Nhưng mà ví dụ cái cài đặt đấy thì đúng rồi, mọi thứ đều thỏa mãn, hiểu chưa? Độ tuổi thỏa mãn, vị trí thỏa mãn, sở thích thỏa mãn, nhưng mà không chốt được thì lúc này là do không chốt sale. Thì lúc này lại phải vào xem tin nhắn của ông ấy xem có đúng là đang khách hàng hỏi giá báo giá không, trong khi hai cái giường giống y hệt nhau, hỏi giá báo giá thì thôi rồi, xong rồi đi rồi, anh hiểu không? Tức là phải giữ được cái chiến dịch đấy, không được xóa, mình chỉ cần tắt đi thôi, xóa đi cho nó gọn. Anh hỏi thầy là anh thấy cái bài tập MOOC thì anh đăng trên trang cá nhân ấy thấy nhiều like hơn là trang page lại không có like. À, trang cá nhân bạn bè của anh. Page là muốn tiếp cận là phải quảng cáo hoặc là phải live stream thường xuyên, tức là tạo ra các bài viết tương tác thường xuyên. Ví dụ như là vợ xưng mày tao với chồng thì phải làm thế nào, đấy là tạo tương tác, nó tạo ra cái tương tác thường xuyên thì nó mới hiển thị thường xuyên. Page của mình toàn đăng bài viết bán hàng, người ta không có tương tác được ở trong đấy, bởi vì chỉ có một cái loại tương tác là hỏi mua hết. Nhưng mà bây giờ đăng một cái bài kiểu như là vợ nói xấu bố chồng thì làm thế nào, thế là vào chửi nhau loạn xạ lên, nên nó phân phối tương tác, anh hiểu, phân phối hiển thị ưu tiên kiểu như thế. Thì page của anh là page bán hàng nên là không so sánh được với trang cá nhân. Anh thấy là đối thủ của anh có trang cá nhân là bán hàng rất nhiều like, rất nhiều like. Thì đấy là người ta là idol ở trong cái trang cá nhân của họ rồi, họ tập trung vào trang cá nhân để bán hàng. Thì họ sẽ sử dụng là live stream. Đấy, live stream hoặc là đơn giản như thằng Hải idol, họ sẽ là tặng quà để tăng cái lượt follow lên. Sau đó thường xuyên làm các hoạt động tương tác ở trên profile cá nhân. Sau đó thì mới là bán hàng. Còn page thì không cần phải làm cái điều đấy, anh tạo ra nhiều bài viết, anh chạy quảng cáo, thằng nào mua thì nhảy vào đây mua luôn, không cần phải tương tác. Còn nếu mà page mà có tương tác thì gọi là page cộng đồng. Thế thì nếu mà live stream mà quảng cáo thì phải mua hay không? Live stream quảng cáo thì nó tùy vào mình, có 3 hình thức. Live stream xong mà chạy quảng cáo thì gọi là bài viết có sẵn. Vừa live stream vừa phát quảng cáo thì nó gọi là chạy quảng cáo live stream. Điều kiện số 1 là cần phải có page có sẵn live stream. Page có sẵn chức năng live stream thì mua từ 1 đến 2 triệu. Đúng rồi, phải mua chứ không ai dạy cái đấy, bởi vì cái đấy là cái kiếm cơm của nó. Ở trên nhóm có số điện thoại có người cung cấp. Cách số 2 là anh có một page rồi nhưng anh không có chức năng live stream. Bằng một cách nào đó nó sẽ hack được hoặc là nó sẽ xin được cái chức năng live stream quảng cáo cho anh. Anh hiểu không? Thì đây là hai cách, một là xin lên, hai là mua hẳn luôn. Thì là cách nào cũng được, thì nó sẽ có gói bảo hành. Phải tìm được bên nào nó có gói bảo hành. Tuy nhiên là những số điện thoại em giới thiệu nó sẽ phải có gói bảo hành. Bởi 1 2 triệu mà không bảo hành thì có mà chết à? Ý là liên hệ đến đấy là cứ nhắn trên form với thầy ạ. Nó có số điện thoại, tí em show lên cho xem. Nó ở trong cái file câu hỏi thường gặp của học viên rồi đây. Anh hiểu không?